Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB Christine Lagarde vừa có những quan điểm tiêu cực về tiền mã hóa, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường đang rơi vào giai đoạn bất ổn. Trong buổi phỏng vấn với Deutsche TV vào cuối tuần qua, người đứng đầu cơ quan quản lý tiền tệ của khu vực châu Âu Christine Lagarde đã thẳng thắn tuyên bố rằng phần lớn nhà đầu tư dường như không hiểu gì về rủi ro mà tiền mã hóa sẽ mang lại, thường xuyên dẫn đến thua lỗ và dễ bị tổn thương. Đó chính là lý do tại sao bà nghĩ ngành crypto nên được điều chỉnh. Các bình luận được Christine Lagarde đưa ra trong bối cảnh thị trường tiền mã hóa đang thực sự rơi vào chu kỳ suy thoái, với hai đồng tiền dẫn đầu xu hướng là Bitcoin và Ethereum giảm 50% so với mức đỉnh của năm ngoái. Đồng thời, stablecoin cũng đang phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn từ các cơ quan quản lý với lo lắng về những nguy hiểm mà chúng có thể gây ra sau sự kiện chấn động của Luna USD. Tuy nhiên, Lagarde cũng cho biết rằng dù bà hoài nghi về giá trị của tiền mã hóa, nhưng sự ra đời của đồng euro kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương châu Âu được cho biết là sẽ tiết kiệm năng lượng hơn Bitcoin, sẽ chuyển biến theo hướng tích cực vì nó được sự hỗ trợ của Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB.